Tưởng là ngày Tết, lực lượng công an nghỉ nên không đi bắt. Do đó, Quỳnh Minh Trí, sinh năm 1985, ngụ phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền tại địa điểm chỉ cách đội cảnh sát hình sự, công an thành phố Rạch Giá có một con sông nhỏ. Trước đó, vào chiều qua, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá phối hợp với công an phường Vĩnh Quang tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền tại khu đất trống phía sau nhà người dân ở khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang. Qua đó tạm giữ 12 người đàn ông, 2 con gà, số tiền trên 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Tụ điểm đá gà này được Trí đứng ra tổ chức và thu tiền, đồng thời có thuê người canh đường. Tại cơ quan công an, Trí cho biết, tưởng ngày Tết, lực lượng công an nghỉ nên không đi bắt. Do đó, Trí đã tổ chức cho các con bạc chơi đá gà ăn tiền. Mỗi trận, các đối tượng cá cược với nhau từ 500.000 đồng đến 1 triệu 200.000 đồng. Trong lúc Trí đang đưa gà vào đá độ gà thứ 3 thì bị công an bắt giữ. Theo hồ sơ, Trí từng bị công an xử lý hành chính về hành vi đánh bạc, nay lại tái phạm.